quân được yên tâm, để cho quân được bình an. Amen. Chúng quân được khỏe mạnh. Amen. Cứ tin vào lời của Ngài. Amen. Hallelujah. Chúng quân được cứu, mặc dù thân xác của chúng quân vẫn còn yếu đuối, vẫn còn oh, Chúa Giêsu ơi. Chúng quân tin rằng cứu Chúa không bỏ chúng quân. Amen. Cứu chuộc chúng quân. Amen. Hallelujah. Chúng quân được cứu. Được về với Ngài Chúa. Amen. Đúng vậy Chúa ơi. Chúng con tin điều đó. Con không biết nói gì hơn, chỉ có biết tâm lời cảm tạ ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Và ở đây Chúa này sẵn sẵn đồ ăn thức uống này cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu. Xin Chúa hãy thánh hái phúc phúc đồ ăn này cho chúng con. Để chúng Amen. Con được bổ về cái thân xác cũng như về linh hồn. Amen. Mạnh mẽ lên để cùng tiến bước. Ồ Chúa ơi, cảm ơn Chúa Giêsu. Amen. Và xin Chúa cũng hãy ban ơn rằng và nhớ đến gia đình cô Tám này ở đây. Cảm ơn Chúa Giêsu. Có tấm lòng con giúp tiếp sức toán cho chúng con, xin Chúa hãy chúc phước trên gia đình cô. Amen. Giúp cả về thuộc linh, về thuộc thể. Cảm ơn Chúa Giêsu. Vui vẻ, hòa thuận và có tình yêu thương của chúng con với nhau, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cho những người thân cận ở đây cũng được biết đến Chúa để được tin như Chúa đã kêu như chúng con được tin nên. Amen. Hallelujah. Tất cả chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Và về đây, nhà xin Chúa cũng được hành với chúng con để chúng cảm con ơn Chúa Giêsu. Amen. Và chúng con dâng lên Chúa lời biết ơn và thành trong danh thánh Chúa Giêsu Christ.